Những người lưu thông qua cầu Thuận Phước, cây cầu dây võng dài nhất Việt Nam tại Đà Nẵng không khỏi lo lắng khi thấy mặt cầu đang trong tình trạng xuống cấp. Những đoạn hư hỏng chủ yếu tập trung ở phần thân cầu chính. Trong đó, đoạn rải thảm nhựa bị hư hỏng nặng nhất nằm về phía làn ngoài cùng phía bên phải, theo hướng bờ Tây sang bờ Đông. Đoạn đường bị hỏng dài khoảng 200 mét, trong đó phần lún nặng nhất ở khu vực mặt cầu phía Đông. Đoạn này mặt thảm nhựa lún khá sâu, gây nên tình trạng mấp mô. Người đi xe máy dễ dàng cảm nhận được mặt đường gồ ghề vì tay lái rung lên rất mạnh như khi ngựa. Mặt đường lún một bên nên đi rất dễ té ngã. Ngoài ra, mặt đường phía bên phải theo hướng đông sang tây cũng có nhiều chỗ bị hỏng. Nhiều điểm thảm nhựa trên mặt cầu còn bị nứt nẻ. Đầu tiên mà tôi hay đi qua cầu này là cảm thấy rất sốc, sốc xe và cảm thấy rất bất an toàn. Tôi mong chính quyền địa phương hãy khắc phục tình trạng này để đảm bảo an toàn hơn. Ông Bùi Hồng Trung, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cho biết, cầu Thuận Phước đang xuất hiện hư hỏng tại một số vị trí dọc biên cầu. Trước đây, mặt đường ở giữa cầu hư hỏng nặng hơn. Sau đó, ngành chức năng đã thí điểm giải pháp kết nối mới, qua 5 năm khai thác tương đối tốt và sẽ có đánh giá tổng thể. Trên cơ sở này, Sở sẽ triển khai trên toàn bộ mặt cầu. Trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan có giải pháp khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông thuận lợi. Cầu Thuận Phước đang sở hữu kỷ lục là cầu treo dây võng hiện đại dài nhất Việt Nam. Cầu bắc qua cửa biển với tổng chiều dài là 1,8 km, rộng 18 m. Cầu có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.